lát được. Ủa, hai năm trước tè tua tần thả, năm nay dễ thương lắm. Lẹ có sao nó vậy, có cầm có cầm. Sao? Hai năm trước là tè tua tài thả, năm nay là chúc mừng tư sinh đó, làm đau đặng đó đó. Nhẹ nhàng thân thể đó, có cội lớn lao như từ từ về, trúng số đó. Tôi chừng trúng số thì nước hoàng bên bản mua hay gì, điều xích gì đó, như trúng như vậy. Nè, buồn gia đình hả? Buồn gia đình lắm á. Nè buồn nè, kẹt để nhanh hồng tự cái gãy gãy ngắn. Năm chìm bãi nổi tấm đương lên chúc mừng hết rồi đó. Ba bốn năm trước là te tu tự thả bực bội đủ chuyện hết trơn. Nó bắt tăng cơm luôn á. Thiệt. Nhưng mà năm nay đẹp vậy lắm, năm nay chính điểm đó. Ngày, mua số đi, từ nào về bệnh tiếp. Vì cái hên, ngày cuối cùng cũng trúng nữa, nhanh trúng đó. Bởi vậy, ở Singapore về nó, bên Singapore cho nó ý trời ơi, có lọc lớn. Đúng là 30 triệu mà 10 tờ. Ăn ngủ á. Ê, người dạy nhất á. Nè, buồn nè, tua tự tả đó, cái lá nó y như nè. Tình cảm gây gánh lặng. Tính thương tôi anh như vậy. Mới gây gánh, vợ mới chết. Thì đã được tình cảm gây gánh nè. Vợ mới chết được 80 ngày rồi. Thế chứ này tình cảm đúng không? Chính xác đúng rồi. Nó đúng, nó không có không. Đúng rồi. Cái gánh trên trên tay này buồn quá trời luôn. Bạn biết đe tôi thật là ông cũng đạo đức lắm chứ, thật chứ đọc hai lần đó. Cuộc đời có gì vui? Năm nay vui nội, tại vì trong trong gia đạn của chuyện buồn tăng chế buộc bội buồn phiền giải gánh mới vừa qua vừa xong, nhưng mà trong năm nay là ok. Tại già cũng mới vừa mất luôn thì đã nè giải buồn te tu tự tả, hai ba người đã nói hai ba người trong gia đạo nè, đó là bè bảo đại á kìa, không có hay quá bảo đại luôn rồi kìa. Còn bà chị hai cũng mới vừa mất luôn mấy tháng luôn, trong năm ba cái tay. Thấy thương chết đúng kìa, quay tao kìa, gì nhớ tao hả? Nè bởi vì bé cái này kia lửa lửa sao liệt nó khiến nè người ta tu tơ tả bực bội đến chuyện hết trơn nè, gãi gánh nè, bèo tùm lum cái này nè, trong đại đạo buồn phiền tăng chế gãi gánh có thì gãi gánh là vậy chứ sao không gãi gánh. Nói chung năm nay về không có gì vui hết, buồn lắm, tiền nhìn vậy chứ lòng buồn. À tôi nói rõ ràng ở ngoài vui vẻ chứ không được thú được thú gan buồn te tu tơ tả. Hai nữa ba năm trước cũng bực bội đủ thứ chuyện. Tôi có mấy con nhỏ đi được không? Mẹ đi được không? Tuổi gì? Con không bảo lãnh đi Mỹ, tại ổng là cha, ổng là Việt Kiều. Biết rồi nhưng mà tuổi gì có đứa được đi không á nè. Đứa thì 4 tuổi, đứa thì 10 tuổi. Con nhỏ có sợ năng cho đi không ta? Rồi đi cho ổng là Việt Kiều mà. Tâm Linh đi được, nhỏ đi được, nếu như 10 tuổi đi được, được. Được, có Tâm Linh có lấy chứ, được. Cứ đi đẻ đi. Mà cha đâu con đói thì cũng nhẹ nhàng. Làm giấy thì dính đi thì được nè. Làm giấy á. Cũng vợ ông cũng bỏ đứa con chứ mình có đâu. Dòng hả? Vợ ông bỏ đứa con. Dòng con. Buồn kề trong giai đoạn nè. Một, hai, ba người luôn. Nè ba lần này kìa. Nè. Một nè, hai nè, ba nè, ngoại lớn nhất. Chính giờ tới giờ. Ba người nước hết rồi đó. Vậy năm nay được may mắn không? Ồ mà em suốt luôn hết rồi, hết tấm tay nhẹ nhàng thân thể rồi. Trời ơi trời, chuyện quý sáu. Nhiều khi đúng lọc lớn. Đúng bắn như ngân hàng luôn, bắn hàng tại đây nè. Biết đâu hả? Trời ơi, biết ngứa đầu gãi. Sao cái tâm tôi cũng nghĩ vậy nhỉ? Thấy hôm nay tôi xây nồi 46 mình cấu ông ta. Ồ, nghe, tại vì tụi tị nó có lọc ở trong tiệm, nó tên ốc luôn nè. Qua trên em tôi có điện hoài, lúc có hai đứa bệnh á. Con cũng có cô 5 tuổi. Gần tới nó mất trăng cơm 2-3 chuyện. Thì nó khóc buồn bực phức đức. Không mặc có hậu. Tị có hậu nè. Buồn bể lắc cây tươi. Thấy quá trời nè. Thấy là tua tư tả bực bội. Chứ qua cung nha. Nhẹ nhàng thân thể. Hết xấu rồi.
từ khi bà xã mất tới giờ là buồn nghĩ, giống như là không có vui gì, không tinh thần, không tinh thần thế này đó tôi nói, nên sao buồn nghĩ cả bà lấy cây buồn che tu tôi tả bực bội, đó không có tinh thần. Gặp ngay bà già đó, ba người. Bà chị hai trước, nè, bà đã, xã, nhà ba người, tới bà già. Nhà ba cung nè, ba cung gạch ở trên nè. Còn buồn nè, chứ buồn thì té tu nè. Nè. Nó lá cây gì mới hay. Chạy cái về kia đi đâu cũng có đi, tự đi. Chạy đi giải trí đi cho đừng ấy, vây vả đi. Đi miếng đây cho anh vây vả như mũi số. Vây vả đi mũi số với tiền lọc lớn. Ủa, hai đứa con đứa trai đi ngay. Đúng rồi, đúng rồi, đứa trai đi ngay. Chắc không? Nó là tư cô hay lắm hơn, bà tư cô hay lắm hơn. Đợi đến tư vui. Tính làm gì nữa như một chuyện đó. Chúng ta muốn cần người ta đâu có biết. Đang nghĩ đến đâu. Tính là một chuyện gì. Nhưng mà tôi đến cái ok là ơi cô nên tính từ đẹp làm đẹp lắm không có nịnh sao nó vậy à sao nó xấu sao nó tốt bà cô đúng không lên đường lên đường từ vô mánh nè làm vui vẻ đó suy nghĩ nhiều quá cho anh em không có trời lương tánh khổ tâm vậy đó có tiền nó đạo đức lương tâm kiểu như nó suy nghĩ cái gì là tính lương tâm thôi tình yêu đạo đức lương tâm dù muốn giúp đỡ nói chuyện gì suy nghĩ hai ba ngày giúp đỡ chứ không phải vừa nói ra cái rù thì không có cưng á không có rù được phải không anh nói vậy đó kìa chứ không phải giống ta mà vừa nói cái móc ok đưa liền cô cũng có đâu nói nghe để từ từ năm ba ngày sau ok liền à mặt nó có hậu muốn nào má biết không có hậu có hậu không có phải chứ mà không có hậu là mình hạ cái này xuống sắt rồi đừng có hậu như buồn vậy đó buồn tê tôi tháng tư tháng bảy tháng 11 một lọc lớn mà đứa bán được giới gì đó mua mẹ ăn tàu đi đúng hàng trăm tỷ tôi xanh mua mua tờ thôi cái trừ số luôn không mua bán nhiều hả rồi anh tờ bán nhiều có đồng mà không vậy ồ đồng chứ mua kẹt hai mấy ngàn bạc hai mấy ngàn nó vô vô là mấy chục tỷ thì một năm mình mua mẹ đi hai tờ đi kẹt quá tôi đi kẹt xài chữ số đẹp nè nó nói là ok nó mua mẹ đi là hai tờ thôi dụng vậy hình vô để tôi này kìa nè tính làm chuyện nó thành công đó làm đi cái gì vậy đang dự định kiệt đang làm chưa nhưng mà làm thành công dự định làm thành công á được nè hồi trong Tết tôi buồn te tua khóc lóc đủ chuyện nó dồn quá chịu nổi á dồn dập tôi bắt lá cây với tôi dồn dập dữ trời te tua tôi tả bực bội trong Tết nữa. Cái lá cây là cái ý trời chứ bộ tự nhiên mình làm mình bớt thôi chứ mình đâu có lựa chọn là khiến vì có lựa đâu được không qua cung rồi đó cưng từ đến 19 nó qua cung rồi đó đẹp rồi đó hoa cung có được con chứ bà tư.